Này, kể cả cái dịch vụ mà tiền chậm, tiền nên trả lãi suất ngân hàng nếu mà chưa đủ thì tư vấn nha. Ở đây là cho tín chấp luôn, cho vay luôn. Nếu làm được đường này sau này sẽ mở rộng thành là lọt lòng là 60 m, rồi tính luôn lề là 80 m, nó sẽ thành là 6 làn đường để nó đi thẳng đến khu công nghiệp và nó kết nối ra sân bay luôn. Đó thì cái khúc này hiện tại là đường thuộc về chỗ khu công nghiệp và trung tâm hành chính, còn khúc này là thuộc về chủ đầu tư làm. Thì chủ đầu tư hiện tại người ta đã mở lộ giới xong hết rồi đó, chuẩn bị người ta làm đây. Hiện tại mình đang đứng đây thì triển khai hiện tại là nguyên dự án này thì triển khai được một cái khu đầu tiên rồi. Khu đầu tiên là hiện tại là như anh thấy là khu này đó là đang ta đang ở đó. Khu này là nhà phố nha, khu này là khu diện tích nhỏ nhà phố. Còn một cái khu tiếp theo mà như anh đang nhìn đây là khu này là khu biệt thự nè. Đó thì nó sẽ nó là một cái điểm kết nối giao thông trọng điểm giữa khu thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành, nó nằm ngay giữa. Thì sau này nó sẽ nơi là nơi cung cấp cái lượng nhà ở và nơi định cư cư dân cư ngụ ở đây. Nó sẽ tập hợp nó thành phần gọi là dân trí cao và nó khơi khu đô thị cao cấp. Nó hình thành giống như là nó sẽ to hơn Phú Mỹ Hưng nữa, nó sẽ gấp 3 lần Phú Mỹ Hưng. Thì từ vị trí trung tâm thành phố mình sẽ đi đến cái vị trí Swan Park này, nó sẽ có 3 đường. Đường đầu tiên là mình sẽ đi bằng cao tốc Thành Dầu Dây nè, mình xuống tới quốc lộ 51, mình dòng ngược vô mình chạy vô đường Lý Thái Tổ. Đó, hoặc là anh có thể đi cái đường khu công nghiệp vô cũng được luôn. Đó, chạy vô đây. Đường thứ hai thì anh đi qua Phà Cát Lái, anh đi đường tỉnh lộ 5B nè, nó chạy tới đây rồi. Phà là gần nhất, Phà là gần. Tại hiện tại thực sự cái khoảng cách này nó rất là gần, nó khoảng 20 mấy cây thôi, nhưng mà tại vì anh đợi cái phà hết 15-20 phút thì nó mới lâu thôi. Chứ sau này nó có cái cầu này xong thì anh đi từ đây tới đây nó rơi vào khoảng 25 phút là tới nhà rồi. Từ trung tâm thành phố tới đây đó. Còn cái đường Vành Đai Ba này là cái đường đang chuẩn bị khởi công, thì nó sẽ kết nối giữa trung tâm thành phố và đến hai cái dự án của chủ đầu tư là Swan Bay và Swan Bắc. Thì từ cái Vành Đai Ba này nó có vị trí nó kết nối tới đảo này và nó kết nối tới Swan Bắc. Thì cái từ vị trí này kết nối tới trung tâm thành phố nó sẽ là khoảng cách nó khoảng là 15 cây số. Gần vậy đó hả? Dạ 15 cây rồi. Và từ khúc này trở đi á, từ Mai Chí Thọ anh đi tới đây là nó đã là cao tốc rồi. Cao tốc chạy được khoảng nên là 36 cây số cao tốc. Anh quẹo đây 36 cây nữa đó là 16 cây, ở 16 cây. Thì sau này anh đi từ trung tâm thành phố anh vào đây anh đâu khoảng từ 20 phút là tới nhà. Nếu mình đi xe hơi, còn không thì anh đi cầu Cát Lái. Cầu Cát Lái nó xa hơn khoảng 5-6 cây. Đó, tùy mình đang ở vị trí nào mình đi thôi. Đó. Thì đây là sau này nó sẽ là cái việc mà giúp cho nhà nước mình và chính phủ giãn cách dân số ra từ trung tâm thành phố ra đây, để hạn chế được cái việc tệ nạn xã hội và kiểm soát an ninh trật tự của những chế độ phúc lợi nhân sinh của người dân, và để kiểm soát cái mật độ dân số đó. Thứ hai nữa là để nâng cao cái đời sống của người dân lên, chứ là một phần là cái nhu cầu của người Việt Nam mình càng ngày mức sống càng cao, người ta sẽ đòi hỏi những cái khu nhà ở, khu dân cư đáp ứng được đủ tiêu chuẩn, không riêng về nhà ở, và phải đầy đủ tiện ích tiêu chuẩn để cho người ta ở và sinh sống cư ngụ định cư, con cháu đi học, con em đi học, bệnh viện và tất cả trung tâm thương mại nằm đây hết. Và cái trung tâm hành chính Nhơn Trạch này sau này nó sẽ dời vào đây luôn, nó thành hai cái tòa tháp đôi rất là to đó. Và chỗ này nó cũng là cái đường đi của cái tuyến metro trực tiếp đi ra sân bay luôn, tuyến metro bắt nguồn từ Bến Thành đây, và sau này nó có tuyến metro từ vòng xoay Mỹ Thủy nữa này, mình sẽ đi ra sân bay bằng tuyến metro luôn và đi ngang Swan Park mình luôn. Thì những người của Swan Park sau này ví dụ muốn ra sân bay mình không cần đi xe hơi, mình lên metro chạy ra sân hơi, mình khỏi cần gửi xe gửi gì hết, mình lên metro mình chở thẳng ra sân bay luôn. Đi rất là nhanh, cọc tàu cao tốc của Việt Nam tuyến metro. Đó thì đây là cái vị trí đắc địa nhất hiện tại và cũng là vị trí đẹp nhất ở Nhơn Trạch này, là dự án cao cấp nhất. Đây là gọi là Swan Park. Thì Swan là thiên nga đó, công viên thiên nga. Đó thì ở đây nó sẽ là nơi cung cấp cái lượng nhà ở và nơi sinh sống, trung tâm thương mại, giao dịch, ngân hàng và tất cả những cái ngành phát triển, ngành công nghiệp, công nghệ cao, nó được nó được rất nhiều những chủ ở khu công nghiệp về đây sinh sống và lựa chọn đầu tư, và họ sẽ mở văn phòng ở đây, thương mại, giao dịch ở đây, và họ phát triển kinh doanh ở đây. Ở đây tổng hết cái dự án này nó gọi tên là gì ta? Đây nè, nguyên cái dự án là bao nhiêu đây thôi anh. Còn cái này là nguyên cái bản đồ của thành phố rồi tới đây Còn đây là nguyên dự án này nó rơi vào khoảng là 941 hectare. 941 là nguyên Swan Park này đó. Swan Park. 941 hectare. Hiện tại mấy anh là đang ở khu vực nào? Quận 12 Gò Vấp rồi đó. Anh là bên đơn vị phân phối sản phẩm nhà đất hay là bên xây dựng? Bên xây dựng. Đi với cháu là xây giống á, vô đây kiếm cái gì để mua chơi thôi. Cái này thì ở đây nói chung hiện tại cái khu mà giá trị rẻ nhất thì đã bán hết rồi. Hiện tại nếu mà anh muốn đầu tư thì anh mua lại của những chủ nhà người ta bán lại cho mình đó. Người ta bán những cái giá tốt cho mình thì mình mua mình đầu tư. Khoảng chừng một năm nữa nó sẽ lên giá rất là cao, thì lúc đó mấy anh bán lại sẽ có lời. Đó. Hoặc là cái khu này hiện tại nó tăng giá rất là nhanh. Tại vì cái thời điểm mà trước khi bàn giao nhà thì nó tăng giá chậm, tại vì chưa có người ở. Nhưng mà từ Tết tới giờ nó bàn giao rồi, bắt đầu người ta đổ nhau người ta ở nè. Thì có cái lượng dân cư người ta ở, người ta ăn uống, người ta sinh hoạt, người ta trao đổi thương mại và dịch vụ mua bán bắt đầu kéo về đó. Thì bắt đầu ở đây giá nó lên, hiện tại nó đã tăng rồi. Đó. Thì nó sẽ còn tăng rất là nhiều, tại vì nó là khu đầu tiên giá là tốt nhất. Thì những cái khu về sau giá sẽ rất là cao. Thì chính vì vậy những người mua là thời điểm những khu đầu tiên này sau này giá sẽ được lợi nhuận rất là cao. Đó. Đó. Thì anh qua đây anh sẽ coi mô hình tổng thể của nó. Cái khu này là 710 căn nhà, trong đó có bao gồm là nhà phố nè, và ở giữa này là có khoảng chừng mấy chục căn biệt thự. Cái khu mình đang đứng này, anh đang đứng này, anh đang đứng ở nhà lương anh, cái hồ bơi lương kìa đó, đây là mình đang đứng trong cái nhà mẫu này nè. Còn mấy khu này là chưa mở bán nha, vẫn còn cỏ, vẫn còn đất trống, và hiện tại đang khu này là bán hết rồi nè, khu này bán hết được 2 năm rồi nè, và đang về nhận nhà, ta đang ở luôn rồi. Khu này đang bán nè, đang xây nè, khu này cuối năm nay bàn giao nhà nè. Khu này là khu biệt thự nè, rồi biệt thự và trường học nằm trong khu này luôn. Trường học ở đây, bệnh viện ở đây, công viên ở đây, công viên giải trí ở đây. Đó, công viên lớn ở đây. Nguyên hết cái biển đồ này, cái mô hình này là của Swan Park á. Chính xác, dạ, của Swan Park hết á. Khu bên này sẽ là khu nhà phố và đất liền, bao gồm đất và thấp tầng. Còn khu bên kia sẽ là khu căn hộ chung cư. Và trung tâm hành chính Nhơn Trạch sẽ nằm ở 2 tòa tháp đôi này. Bây giờ trung tâm hành chính Nhơn Trạch sẽ giờ vào đó luôn. Đây có nhà sân sân vận động nè, nhà thi đấu nè, tất cả các thứ hết. Khu này sân vận động. Còn cái mặt này nó sẽ thành là trung tâm thương mại mặt tiền, những cái tòa nhà văn phòng ngân hàng nè. Đây nè, những office văn phòng, những tòa nhà mà cho vô văn phòng công ty tập đoàn ta mở nè. Bên này là bệnh viện, và đây là cái khu điều trị công nghệ cao nè. Đó. Còn đây là trường học quốc tế cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trường dân trường này thì là trường quốc tế, còn trường công nằm ở ngoài. Thì ở đây giá hiện tại nó khoảng là 2,5 tỷ một căn. Là nếu cho chủ nhà tôi bán lại 2,5 tỷ. Không, cái khu nào anh? Khu nào 2,5 tỷ một căn? Khu này nhà phố. Nhà phố. Nhà diện tích của nó là đất là 6,3 nhân cho 17 mét. Xây là 1/2 lầu, thì diện tích nó xây 2 loại, một loại lớn, một loại nhỏ. Có sổ gì? Sổ thì tháng 8, tháng 9 này có sổ. Bây giờ mua trên hợp đồng thôi. Đúng rồi. Ngân hàng nó cho vay không? Dạ có, ngân hàng cho vay là 65 tới 70%. Hiện nay là ngân hàng cũng cho vay. Ngân hàng cho vay bình, anh có hợp đồng mua bán rồi, ngân hàng cho vay bình thường. Dạ, có những dự án hợp đồng cọc đã cho vay rồi. Dạ, tại vì quan trọng là dự án là người ta đánh giá nó cảm thấy tiềm năng. Ngân hàng cho vay là ngân hàng VB Bank, ngân hàng thịnh vượng. Ở đây thì nói chung là đa số khách hàng này mua đây đầu tư, người ta bán sang tay để có lợi. Đây là đầu tư an toàn, không tới 4 năm đâu. Anh để chừng năm là anh bán, là năm sau rồi người ta hiện tại tôi đang ở rồi. Cái khu nào anh cứ để ý mà thấy người dân đâu về ở đâu tăng giá nhanh, tại vì người ta có trao đổi thương mại buôn bán với nhau, người ta có sinh sống, có việc giao thương xảy ra, thì cái việc kéo theo những người dân khác về đó là chuyện rất là dễ. Này là cái đường gì đây ta? Cái đài này. Dạ. Đài này thể hiện đường gì đây? Đây là đường Vành Đai Ba. Cái đài này. Đường này đường cái màu trắng là đường cao tốc đó, đường tuyến metro. Tuyến metro hả? Nó chạy vô dự án mình luôn. Chỗ này là có cây xăng Tín Nghĩa nên thấy nè. Cây xăng. Cái xăng nãy nó ở đây ngồi đường chạy vô đó. À rồi rồi. Cái xăng có cái màu xanh bự đông này gọi là tuyến metro. Đây là nhà ga của tuyến metro này. Đó. Sắp sửa sẽ mở bán một khu bên này. Nó bán nhà phố luôn. Bên cả thành tiến độ. Bên này cho dừng luôn thì trả liền. Còn bên này nếu mà mở bán với anh thì bên này sẽ tiến độ. Nó rơi vào phải là một căn sẽ rơi vào khoảng tiếng metro. Tới lúc nó ra nhà trả cứ mỗi 3 tháng mình đóng 500 không đâu cũng dần không nhà ở đó thì nó sẽ giống vậy, nó sẽ giống như là ở đó mình cũng đi chung với ba. Thì hiện tại là nếu mà mấy anh cũng tìm hiểu thị trường ở Việt Nam mình là ở quận 12 có thể là dự án của mình luôn đâu có là cái dự án thành phố đó nó có đáp ứng đủ để kéo được cái người dân ở càng đông người lợi nhuận của mình càng đông, chỗ là càng đông người làm kinh doanh càng đông. Và thứ nhất nó xây nhà thì bắt buộc là cái chú tôi đó phải xây thật là nhiều tiện ích cho người dân tán tài. Tiện ích đây là gì? Siêu thị, bệnh viện, trường học, hồ bơi, phòng tập gym, và tất cả những cái giải trí. Khi người ta đủ cho cái tiện ích đó, người ta không cần đi đâu thì người ta sẽ ở đây, và ở đây tập trung càng đông thì cái giá trị lợi nhuận đầu tư của anh càng tăng. Hay vì một căn nhà khu đầu tư anh đầu tư cái khu nào mà ít người ở giá nó tăng từ 100-200 triệu, nhưng những khu này nó tăng kéo nó 500-700 triệu. Bởi vì khi mà người ta cảm thấy cái không gian vừa đủ sống đó, mà người ta cảm thấy phù hợp đó, người ta chấp nhận mua mắc hơn chút xíu 100-200 để đổi lại được cái không gian ở cho gia đình và người thân. Đó là thì chính vì vậy tại sao những cái khu lớn như này người ta lại chọn. Nói như Phú Mỹ Hưng vậy bắt cái nào bắt nó cũng được. Quận 12 cũng nhiều dự án nhà phố lắm, em thấy họ chỉ xây theo mô hình là có nhà thôi chứ không có công viên, hồ bơi hay là các thứ đâu, trừ phi chung cư mới có thôi. Quận 12 rất là nhiều, trên đó nó rơi vào khoảng là 1 tỷ mấy một căn này, 1,5 tỷ, 1,8 tỷ cũng có. 5 tỷ. Ủa 5 tỷ là anh hay có trung tâm. Em thấy xịt ra vùng ven chút xíu là 200, nó sẽ là 16 nhân cho 22 là 352 mét. Đây anh cái mẫu nhà đó đây là đó. Một căn này giá hiện tại nó rơi vào khoảng là 7,2 tỷ cho đến 8,2 tỷ tùy vị trí, tùy cái xấu. Sắp sửa tới đây chủ đầu tư sẽ có một cái chính sách thanh toán rất là tốt cho những căn biệt thự này, nhưng mà nó chỉ hỗ trợ cho những 10 khách hàng đầu tiên thôi, tại vì nó hỗ trợ mùa dịch đó. 10 khách hàng đầu tiên sẽ được ưu đãi, những khách hàng nào mà chịu đó, mình mua cái này với điều kiện là mình phải đóng liền cho nó 30%, thì mình chiết khấu rất là cao, để dẫn đến cái nhà nó chỉ rơi vào khoảng là còn khoảng 7 tỷ hơn một căn thôi. Một căn nhà này mà anh thử như quận 12 hay là anh ra Củ Chi không bao giờ có căn nhà thế này mà giá khoảng 7 tỷ hơn. Mọi người chưa?